Dạ vâng, gửi lời chào đến toàn thể anh em làm thợ bẫy chim đêm trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay show bên em lại làm một cái video để giới thiệu cho anh em những cái dòng loa giá rẻ nhé, để phục vụ cho anh em bẫy chim đêm mùa 2020. Anh em quan sát trên màn hình đây, cái bộ sản phẩm đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh em là cái âm ly 263 nhé. Âm ly 263 này thì có hai loại, một loại màu đen và một loại màu xanh nhé. Đấy, cái mẫu mới này thì nó màu đen này, chức năng của nó thì cũng giống nhau thôi, nhưng mà nó chỉ khác cái màu sơn thôi. Đây là loại màu sơn màu đen nhé. Thì anh em hợp cái màu nào thì anh em có thể là mua cái màu như vậy. Còn là chức năng và tất cả những cái phụ kiện là nó đều giống nhau. Ở đây nó có một cái dây nguồn này, thì cái âm ly này thì có thể là anh em chạy qua điện lưới 220V cũng được, hoặc là có thể là anh em sử dụng chạy bình ắc quy thì cắm ở đây. Đấy, nguồn đây, nguồn ắc quy thì mình cắm rắc ở đây. Và đây thì nó có một cái công tắc bật mở nhé. Đấy, một công tắc bật mở này ở đằng sau này. Ở đây nó có các nguồn để anh em có thể đấu ra chiếc kèn hoặc loa phóng. Tí em sẽ giới thiệu sau. Và tất cả những hàng âm ly này thì đều điều khiển từ xa được nhá. Đều có anten này. Anh em có thể là kéo cái anten này ra. Đấy là khi điều khiển từ xa, còn khi mà điều khiển gần thì anh em cũng không cần thiết. Còn là về những cái mặt chính của nó này. Mặt chính của nó đây thì có AV, đây hàng AV263 nhá. AV263. Đây là lúm điều chỉnh volume này. Đấy, lúm điều chỉnh mic nhá. Đấy, cái này thì anh em có thể là hát cả karaoke cũng được. Đấy, cái lúm này để điều chỉnh mic thì anh em cắm mic vào đây anh em hát nhá. Đấy, nó cũng giống như một cái âm ly để mình hát karaoke thôi. Là vài cái, đây là một cái chân cắm USB này, một cái khe cắm thẻ nhớ này, đây chỉnh bát này, bát này to nhỏ đây, đấy, đây là chỉnh check nhá, đấy, chỉnh bát và chỉnh check. Và anh em lưu ý cho em là một cái là anh em nhìn cái nút ở đây này, hai cái mũi tên nó quay vào nhau là cái nút nạp lại bài nhá, có nghĩa là chỉ nghe một bài thôi thì anh em có thể là ấn vào đây. Đấy, về những cái lúm điều chỉnh của nó đây, qua bài này, quay lại bài này, đấy là về những cái lúm điều chỉnh của âm ly này nhá. Thì cái phụ kiện mà anh em khi mua được âm ly này được tặng kèm ấy thì là một cái tay đờm mót như này, tay đờm mót nhá, để mình điều khiển này. Và ngoài ra thì còn có một cái dây nguồn và có một cái dây nguồn nữa nhá. Đấy, để anh em đấu từ âm ly này ra quy. Nhưng mà để video sau thì em sẽ giới thiệu cho anh em, video này thì em chỉ giới thiệu cho anh em là về cái âm ly này thôi. Và một cái dây nguồn và một cái đầu lọc thẻ nhá, một cái áo thẻ ấy. Đấy là về cái hàng âm ly. Còn về cái sản phẩm thứ hai mà em muốn giới thiệu cho anh em là cái check nhá, check kèn. Đây là cái check, cái kèn của nó này. Còn cái đây củ check đây, em sẽ bỏ bên trong ra giới thiệu cho anh em. Thì đây là một cái đơn hàng để đóng đi gửi đi cho khách, thì em cũng tiện giới thiệu cho anh em luôn. Khi về thì anh em được kiểm tra hàng nhé, thoải mái nhé. Đây em sẽ bỏ bên trong ra giới thiệu cho anh em về cái check kèn này. Mình bỏ bên trong rồi ra. Đây. Ở bên trong này có một chiếc kèn này. Đấy, đóng khi gửi đến tay anh em thì nhà em đóng rất là cẩn thận như này nhá, để đảm bảo cho anh em là nó sẽ không bị ảnh hưởng đến những cái phần chất lượng. Đấy, đây là một cái chiếc kèn này. Thì cái này thì anh em chỉ việc xoáy vào thôi. Ở đây nó có một cái con gen thì anh em chỉ việc xoáy thôi. Đây là cái đơn hàng em đóng gửi đi thì đóng rất là chắc như này rồi. Để video sau thì em cũng sẽ giới thiệu chi tiết lại cho anh em, hoặc là anh em có thể là xem lại những video trước ấy, anh em chia sẻ cho anh em về chiếc kèn này rồi. Thì em xin giới thiệu là khi mà cái chiếc kèn này bị cháy nhá, anh em đánh thời gian lâu rồi mà nó chỉ bị cháy ấy, thì nhà em cung cấp cả cái côn giòi này nữa. Đây là cái côn giòi nhá. Cái côn này thì giá chỉ 30.000 đồng một cái thôi, thì anh em mua về thì anh em lại thay vào. Nhiều anh em mà chưa biết ấy, thì anh em lại nếu mà hỏng cái thì anh em lại vứt đi luôn. Nhưng mà nếu mà biết rồi thì chỉ cần mua 30.000 một cái côn này, nếu anh em về thay thế là ok thôi. Đấy, về cái côn nhá. Còn là về cái bộ sản phẩm tiếp theo là cái loa. Đấy, loa giá rẻ nhá. Đấy, loa này thì cũng giới thiệu cho anh em là nhà em có hai loại này, một loại hàng Indo và một loại hàng Indo hàng Việt Nam. Đây là cái loa hàng Việt Nam giá rẻ này, thì 10W của nó là chỉ là 200.000 thôi. Đấy, 15W thì 300.000. Còn hàng Indo thì nó đắt. Đấy, hàng Indo thì một là cái chất lượng của nó cũng hay hơn, hai là cái hàng Indo thì nó mất tiền cước thì nó sẽ đắt hơn cái hàng Việt Nam rất là nhiều. Đây là cái hàng Việt Nam giá rẻ, đây là hàng 10W nhé, nhà em cung cấp cả 15W nữa, và cả hàng 30W nhà em cũng có nhé. Cái loa này thì thiết kế cho anh em là cái dây nguồn này rồi, anh em chỉ được về là anh em đấu vào cái âm ly này anh em sử dụng thôi. Về còn về cái bộ sản phẩm tiếp theo là cái lưới nhá. Lưới này thì em cũng giới thiệu này, nhà em cung cấp từ lưới từ 4 phân đến lưới 8 phân, có cả đủ sợi 15, 16, 17, 18.
Đấy, sợi 20, sợi 22, 19 là nhà em đều có nhá. Đấy, anh em mà cần cái loại lưới thì anh em cứ báo thì bên em sẽ gửi chuẩn cho anh em là cái loại lưới như vậy. Đây nhà em đã ghi sẵn đây, chẳng hạn ví dụ đây là một cái quận 7 phân này. Đấy, sợi 19 này, 5 giường 4 túi và 3 cặp này. Đấy, đây là cái quận 50 m nhá. Nhà em có hai loại, một loại là 50 m và một loại là 100 m nữa. Đấy, và cung cấp từ cái lưới 4 phân đến lưới 8 phân nhá. Đấy, lưới 4 phân đến lưới 8 phân. Anh em làm thợ rồi thì anh em có thể là gọi điện đến báo là chẳng hạn đặt quận bao nhiêu mét này, lưới mắt mấy phân này thì nhà em sẽ gửi đúng cho như vậy. Còn nếu mà anh em mà chưa đi đánh bao giờ nhá, mà chưa biết thì anh em có thể là gọi điện đến anh em nhờ tư vấn, hoặc anh em bảo tư vấn thì em sẽ tư vấn cho là lên đánh cái loại gì cho nó phù hợp với cái lưới gì. Đấy thì nhà em sẽ tư vấn và gửi đúng hàng cho anh em. Thế là về những cái bộ sản phẩm phục vụ anh em bẫy chim đêm nhá. Thì anh em mà có nhu cầu về những cái bộ sản phẩm này ấy, hãy liên hệ trực tiếp cho em qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề video ngày hôm nay em đăng tải lên. Hôm nay em có thể là để lại số điện thoại ở phần dưới bình luận ấy, thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho anh em và giới thiệu cho anh em là nhà em ship hàng toàn quốc nhé, giao hàng đến tận nhà. Khi nhận hàng thì anh em luôn luôn là được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng cái sản phẩm như video em giới thiệu thì anh em mới phải thanh toán nhé. Còn ngoài ra thì anh em không phải đặt cọc trước 1.000 nào cả. Đấy là về cái phương thức bán hàng nhà em. Và bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây để em đóng cái đơn hàng này gửi đi cho khách nhé. Em xin chào toàn thể anh em.